chào tất cả quý vị khán giả. Mình là Song Luân và mình là một nhân vật trong Năm Anh Em có tên là Đỗ Dư. Vai Đỗ Dư là một vai mà có lẽ cậu ấy là một người khác nhất trong năm anh chị em. Luôn luôn là một người ít nói và là một người chỉ hành động mà thôi. Và có lẽ trong năm anh chị em thì vai Đỗ Dư là một người có thể là có một cái nội tâm cũng khá là phức tạp. Trước đây hoàn cảnh của Đỗ Dư đã có một cái quá khứ là trở thành một người trong những băng nhóm xã hội đen. Cũng như là cái hoàn cảnh mà chính bản thân Đỗ Dư cũng không thể nào biết làm sao để giải thoát. Cậu ấy lại phải đấu tranh với cái việc là mình phải chọn tiếp tục cái con đường đó để kiếm tiền giải quyết những cái mâu thuẫn của mình, hay là phải giữ lời hứa với anh của mình là sẽ từ bỏ cái con đường đó mãi mãi. Lúc mà Luân đọc kịch bản, Luân cũng không nghĩ là cái vai này nó nặng đến mức như vậy. Thật ra thì lúc đầu mình chỉ nghĩ là đây là một vai nó ít nói, nó khuôn ngầu thôi. Đến khi làm việc với chị Thảo thì mọi thứ nó xây dựng lên không chỉ là ở trong cái khuôn khổ của cái kịch bản thôi, mà chị ấy đã gần như là chị ấy phá toạc cái giới hạn của cái nhân vật này khi mà mình đọc kịch bản mình tưởng tượng được. Có những cái nội tâm sâu xé cậu ấy từ bé đến những cái khao khát có được cái tình cảm gia đình, tình cảm bố mẹ. Mà còn nội tâm khi mà cậu phải đối diện với những cái sự thật cậu ấy biết một cách rất là bẻ bàng. Riêng với Song Luân thì phải nói là em mới trẻ nhưng em mới rất là lắng nghe và cầu tiến. Thì bằng cái sự cầu thị đó, họ trao đổi được nhiều đấy luôn. Dần dần thì bắt đầu mình có những cái tác động để giúp Luân thay đổi cái cách diễn xuất từ hình thể tới giọng nói tới ánh mắt. Phim này là một bộ phim mà gần như là cho Luân cảm thấy là giống như Luân được học lại từ đầu tất cả những cái gì mà Luân nghĩ là trước giờ Luân làm được. Trước đây á, những cái bộ phim mà Luân từng nghĩ là ok mình đã làm thật sự là tốt á, thì đến bây giờ mình mới biết được là thời điểm đó mình thật sự rất là non nớt. Mình chỉ nghĩ đơn giản là họ buồn, mình sẽ phải buồn, họ khóc mình sẽ phải khóc. Đôi khi á, trước đây á, Luân đóng những cảnh khóc thật sự Luân rất là tâm lý. Nhưng mà sau khi mà tham gia bộ phim này xong thì đối với Luân á, những cảnh khóc nó không còn là một cái vấn đề mà Luân phải suy nghĩ nữa, mà là cái cảnh đó mình khóc vì cái gì, mình khóc như thế nào, và cái trường hợp đó khóc là để thể hiện điều gì. Có nghĩa là mình có những cái mối, mình biết cách để mình làm cái điều đó, và mình có những cái mối quan tâm nhiều hơn cái việc là mình chỉ cần nhỏ ra giọt nước mắt. Nó kinh khủng. Những cái ngày mình quay hành động là những cái ngày mà gần như là những cái ngày đó nó phải quay rất là dài ngày, nhưng mà mình chỉ gói gọn ở trong 2 ngày thôi. Thì 2 ngày đó là một 2 ngày giống như là 2 ngày tử thần của mình. Bản thân mình nghĩ là mình sẽ không thể vượt qua được. Có những lúc á, mình chỉ cho nước vào lõi ra, cho nước vào lõi ra, mình không thể ăn luôn. Thật ra nó chỉ có vài phút thôi, nhưng mà nguyên kể biết là Luân đã phải cố gắng rất là nhiều thời gian trong đó, và đã phải gần như là phải nạo hết sức lực của tất cả mọi người. Tại vì cái thời điểm đó trong cái phòng nó rất là nóng và rất là bí mà bụi nữa, mà không chỉ một mình Luân mất sức mà cả nguyên ekip gần như là cởi áo hết luôn vô trong đó quay, mà gần như là mọi người ai cũng cảm thấy là 2 ngày đó là 2 ngày giống như là kiệt quệ nhất của mọi người. Và từ thời điểm đó là thời điểm bắt đầu Luân xuống sức hẳn luôn cho đến cuối phim. Luân nghĩ là sau bộ phim này á, nó đã cho Luân một cái nghề. Mình cũng đi nói với rất là nhiều người là mình đã gần như là mình được học lại từ đầu, cho mình được một cái nghề. Mình bước qua những bộ phim khác, mình biết được là bắt đầu một bộ phim mình cần phải làm gì. Khi mà bước vô bộ phim đó mình cần phải phân tích như thế nào, và nó giúp cho mình một cái khả năng mình có thể biết được là mình nên làm những cái gì và mình cần phải làm những cái gì. Lần đầu tiên trong gia đình có nhiều và chị đẹp như vậy, rồi có một ông anh ăn nhiều, ham ăn, rồi mặt hài. Mấy ngày đầu lên đóng phim nhìn anh Vinh cười không nín nổi luôn. Lần đầu tiên đóng anh Thái Hòa, có một bộ phim mà khi mà đóng xong năm anh em có những cái tình cảm mà không thể tìm thấy ở đâu được. Đến bây giờ khi mà kết thúc rồi á, vẫn cảm giác như là anh Thái Hòa như một người anh hai này. Rồi bà Phương này là một người mà giống như kiểu đem lại cho mình rất nhiều điều may mắn. Rồi lần đầu tiên bộ phim nhiều diễn viên vậy. Đó, nói chung nhiều lắm. Mọi người ơi, hãy nhớ đừng bỏ lỡ một tập nào, mà cũng đừng bỏ lỡ một cái phân đoạn nào về bộ phim Cây Tám Nở Hoa nha. Vì nó rất là hay, nó rất là nhân văn, mà nó rất là ý nghĩa.
thậm chí nó cũng rất là hài hước. Nên mọi người hãy nhớ đón xem bộ phim Cây Táo Nữ Hoàng trên sóng VTV HTV2. Cây Táo Nữ Hoàng lúc 21 giờ từ 5 tháng 4 trên kênh Vi Giải Trí.